Công an thành phố Đà Nẵng điều tra vụ mất 130 điện thoại trong đêm mưa ngập 14 tháng 10 tại một siêu thị sau khi 4 vị khách vào tránh mưa lũ trong đêm. Theo trình báo, tối 14 tháng 10, do mưa to nước lên cao, chị T cho nhiều người không rõ lai lịch, đặc điểm vào trú trong siêu thị. Sau đó, chị T cùng nhân viên và một số người trong những người vào trú ẩn di chuyển lên tầng 2 để nghỉ, còn 4 người ở lại tầng trệt. Thời điểm này, cửa kính cường lực của siêu thị được khóa nhưng không đóng cửa cuốn phía ngoài. Đến rạng sáng hôm sau, chị T xuống tầng trệt kiểm tra thì thấy những tấm cửa kính cường lực phía trước siêu thị bị dỡ hoàn toàn và không thấy những người trú ở phía dưới. Các bao ni lông chứa điện thoại đã bị mất. Bên trong các bao này chứa 130 điện thoại của nhiều hãng khác nhau với tổng trị giá khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng.